Chàng trai này đang trong một phòng triển lãm động vật, vô tình bị một con nhện độc tấn công. Cơ thể anh bắt đầu chìm dần trong ảo giác và đau đớn, các tế bào cơ thể bị thay đổi cấu trúc. Khi tỉnh dậy, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác, cơ bắp vạm vỡ, bụng 6 múi và leo trèo như khỉ. Vậy chuyện gì đã xảy ra với anh? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu với mình nha. Peter Parker là một học sinh đang học cấp 3 trong thành phố New York. Hôm nay, anh phải tham quan thí nghiệm, nghiên cứu về loài nhện biến đổi gen của Colombia. Các bạn trên xe không ai muốn đi cùng với Peter, thậm chí còn có người giơ chân ngáng đường anh. Vì trong lớp, mọi người luôn coi anh là kẻ yếu đuối, nên không ngừng trêu chọc và bắt nạt Peter, khiến Peter luôn như một kẻ ngốc trước mặt nữ thần của mình. Hên là anh vẫn còn có một thằng bạn giàu có tên là Harry, mà bố của Harry là Norman, ông chính là CEO của công ty công nghệ Oscorp. Ống kính chuyển đến cảnh trong phòng thí nghiệm, Peter thấy nữ thần Mary Jane đang ở một mình nên đã nhân cơ hội đó để chụp ảnh lưu niệm với cô. Chính vào lúc này, một con nhện biến đổi gen chạy ra ngoài rồi từ từ đáp xuống người Peter, rồi xin một miếng thật đau điếng, còn Peter tốt bụng thì lại không nỡ, vì thế mà đạp chết nó. Sau khi về đến nhà, Peter cảm thấy toàn thân mệt mỏi, hai chân mềm nhũn. Sau một cơn chóng mặt, anh trực tiếp ngã phịch xuống giường. Còn ở bên phía công ty Oscorp, quân đội Mỹ đến đây kiểm tra tiến độ nghiên cứu của chất tăng cường trên cơ thể con người. Mặc dù thành phẩm đã được nghiên cứu ra nhưng lại phát hiện thấy nó cũng có rất nhiều tác dụng phụ. Chuột bạch của phòng thí nghiệm vì thế mà trở nên vô cùng bạo lực, thậm chí còn vô cùng hung dữ. Phía quân đội đưa ra thông điệp cuối cùng cho họ, nếu như sau 2 tuần thí nghiệm vẫn không đạt tiêu chuẩn, sẽ quyết định rút vốn đầu tư để làm nghiên cứu khác. Một khi như vậy, công ty công nghệ Oscorp sẽ phải đối mặt với bờ vực phá sản. Không còn cách nào khác, Norman quyết định đánh cược tất cả vào đây, dùng cơ thể mình để làm thí nghiệm. Ông không do dự mà uống hết một lọ chất tăng cường, sau đó liền vào khoang thí nghiệm để hút khí tăng cường vào người. Dưới tác dụng của hai thứ đó, cơ bắp của Norman nhanh chóng phát triển trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời còn sản sinh ra một tính cách vô cùng độc ác khác nữa. Không ngờ rằng ông còn không khống chế được bản thân mà ra tay giết chết trợ thủ của mình. Đợi đến khi Norman tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã nằm ở trong nhà. Lúc này nhân viên của ông vội vàng chạy đến và nói với Norman là trợ thủ của ông đã bị giết hại. Cùng lúc đó, sau hôn mê một đêm, Peter cũng đã tỉnh lại từ trong giấc mơ. Anh vô thức nhặt kính lên và đeo vào, nhưng lại phát hiện ra bản thân đã không còn bị cận nữa. Hơn nữa thân hình gầy gò ban đầu cũng đầy cơ bắp và trở nên cường tráng, rắn giỏi. Lúc này Peter cảm thấy mình không chỉ tràn đầy năng lượng mà khắp người còn có nguồn năng lượng vô tận, và ngay lập tức anh cảm giác như mình được tái sinh vậy. Khi dùng bữa ở nhà ăn trong trường, nữ thần Mary Jane đi ngang qua người anh, kết quả là do không cẩn thận lại trượt đúng chỗ nước trái cây đổ trên sàn. Peter dường như cảm nhận trước được vụ tai nạn nên liền quay người đỡ lấy cô, đã vậy lại còn dùng tay còn lại giúp cô hứng lấy chỗ thức ăn bị hất tung lên trần. Sau khi Mary Jane rời đi, Peter lại kinh ngạc khi phát hiện ra cái nĩa lại có thể dính chặt vào tay mình. Sau khi để cái nĩa xuống, anh còn nhìn thấy thứ gì đó giống như tơ nhện xuất hiện trên đó. Anh khẽ nâng cổ tay lên thì những sợi tơ trắng lập tức bắn ra. Peter vội vàng ném về phía sau, kết quả không cẩn thận lại ném thẳng lên đầu tên trùm trường. Nhân lúc đối phương còn chưa phản ứng lại kịp, Peter liền vội vàng đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Không thể chịu được việc bị một tên gà mờ chơi khăm, nên tên trùm trường sao có thể bỏ qua cho anh được. Hắn ta tức sôi máu chạy đến tìm Peter xả giận. Chính vào lúc này, tơ nhện của Peter cảm nhận được điều gì đó nên lại khởi động lần nữa. Tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh anh cũng đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Con ruồi đang kêu vo ve cùng nắm đấm của tên côn đồ. Không ngờ rằng, bất luận là đấm thẳng hay là đấm móc của hắn cũng đều không có tác dụng với Peter. Những động tác này trong mắt anh cũng chỉ như slow motion vậy. Peter liền nhân cơ hội nắm lấy cổ tay của hắn ta rồi nhẹ nhàng đẩy một cái, đã khiến đối phương bay ra cách đó mấy chục mét luôn. Chiêu này của Peter không chỉ khiến hắn ta đứng hình mà ngay cả Peter cũng đơ ngay tại chỗ, nhưng anh chỉ có thể bỏ đi dưới con mắt kỳ lạ của các bạn cùng lớp. Khi chạy ra ngõ sau, anh mới phát hiện ra, chỗ tay anh bị cắn trước đây giờ lại có thêm một vết sẹo. Tiếp đó, các ngón tay cũng bắt đầu mọc ra nhiều gai nhỏ. Khi nhìn thấy bức tường cao xung quanh, anh lập tức nảy ra một ý tưởng. Sau khi đặt tay lên và thử đi trên đó, anh mới phát hiện ra là bản thân thực sự có thể trèo lên. Anh phấn khởi mà không ngừng chạy qua chạy lại trên các nóc nhà, độ bật tốt đến đáng ngạc nhiên. Lúc này Peter đột nhiên nghĩ ra bản thân dường như còn có thể phóng ra tơ nhện, nhưng anh lại không biết phải thao tác như nào. Thế là Peter bắt đầu dùng những cách để tay khác nhau để thử, và với sự kiên trì của mình, cuối cùng anh cũng đã thành công. Nhưng những năng lực này còn phải cần thời gian mới có thể quen được. Tối đến, Mary Jane sống bên cạnh nhà anh đã cãi nhau với cha mẹ, và vừa ra đến cửa cô đã đụng phải Peter ra ngoài vứt rác. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì tên côn đồ kia liền chạy xe đến đây, hắn đến để đón Mary Jane đi, thế là cô liền vui vẻ lên xe của hắn. Peter cho rằng chỉ cần bản thân cũng có xe là có thể được nữ thần để mắt đến, do đó anh bắt đầu tìm kiếm các quảng cáo ô tô second hand. Sau khi xem một hồi, anh liền phát hiện ra, chiếc rẻ nhất cũng đã có giá gần 3.000 đô rồi. Là một học sinh cấp 3 như Peter thì căn bản là không thể có được nhiều tiền như vậy. Có một quảng cáo
báo tuyển dụng đô vật. Chỉ cần có thể kiên trì được 3 phút trên đài thi đấu là có thể có được số tiền lên đến 3.000 đô. Nếu đã chuẩn bị đi báo danh thì phải chuẩn bị cho mình một bộ đồ chiến thích hợp trước đã. Thế là anh liền dùng một đêm để vẽ ra bộ đồ người nhện đầu tiên. Peter là một cô nhi nên từ nhỏ anh đã được chú dì chăm sóc. Vì vài ngày trước Peter có xảy ra tranh chấp với bạn học nên chú đã nói chuyện một cách chân thành với anh trên đường đưa anh đi tham gia thi đấu. Chú nói với anh nhất định không được lầm đường lạc lối. Năng lực càng mạnh thì trách nhiệm tương ứng với nó cũng sẽ càng lớn. Không ngờ rằng Peter trẻ tuổi và tràn đầy năng lượng, căn bản lại không nghe lời khuyên của chú, và cũng không thể nào hiểu hết được hàm ý của câu nói đó. Thậm chí lại còn chê trách chú nói nhiều, khiến bầu không khí trở nên trầm hẳn xuống, và vì thế mà cuộc trò chuyện cũng đã dừng lại ở đó. Cuối cùng chú nói với Peter là 10 giờ sẽ quay lại đón anh. Tiếp đó Peter đến võ đài quyền anh dưới lòng đất. Đối thủ đầu tiên là McGonagall, biệt danh Big Mac, đúng như tên gọi của mình. Cánh tay của hắn thậm chí còn to hơn cả eo của Peter. Muốn có được 3.000 đô thì phải kiên trì đứng trước mặt người đàn ông to lớn này trong 3 phút. Người dẫn chương trình nhìn thấy vẻ bề ngoài của Peter thì thấy cái tên nhện hình người này quá là thấp kém đi, do đó anh ta đã tự đổi nó thành người nhện. Chuông báo trận đầu vừa reo lên, Big Mac liền lao thẳng tới tóm chặt lấy Peter. Anh căn bản không dám đấu lại nên chỉ có thể không ngừng né những đòn tấn công của hắn ta. Không ngờ được là nữ trợ lý của hắn lại đưa cho hắn một cái ghế. Thế là Peter bị hắn trực tiếp nện cho một trận ra trò. Thấy đối phương không tuân thủ nguyên tắc, vậy thì bản thân cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Sau khi dùng lực đạp hắn một cái, tên Big Mac kia đã trực tiếp bị đánh bất tỉnh nhân sự trên đất. Sau khi kết thúc trận đấu, tên chủ đấu trường không trung thực chỉ đưa cho anh 100 đô. Hắn nói rằng, rõ ràng là nói là 3 phút, vậy mà cậu 2 phút đã xử lý xong rồi. Không ngờ được là anh vừa đi được mấy bước thì phía sau đã xuất hiện một tên cướp, thậm chí lại còn nhường đường cho tên cướp. Sau khi xuống dưới, anh thấy một đám người đứng vây quanh đó. Đây chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Sau khi lại gần, Peter phát hiện ra người nằm trên đất chính là chú mình. Lúc này, ông đã sắp về với các cụ rồi. Thì ra có người vì để cướp xe của chú mà đã bắn vào ngực ông một phát. Chú không ngừng gọi tên Peter, và không lâu sau cũng đã đi gặp Diêm Vương rồi. Tiếp đó, từ phía sau, giọng nói của cảnh sát qua bộ đàm truyền đến và nói rằng kẻ sát nhân đang chạy về phía đại lộ số 5. Peter tức giận chạy thục mạng ra ngõ sau, rồi cởi bộ đồ bên ngoài và mặc bộ đồ người nhện lên. Với sự trợ giúp của các tòa nhà cao tầng dày đặc và khả năng nhảy siêu đỉnh của mình, rất nhanh Peter đã đến gần đại lộ số 5, nhìn thấy 3 chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo sát kẻ giết người. Peter lập tức sử dụng tơ nhện của mình để di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, và một lúc sau đã đuổi kịp chiếc xe của chú. Anh trực tiếp bám trên nóc xe chiến đấu với kẻ sát nhân, đồng thời còn đập vỡ kính chắn gió của xe nữa. Bị chắn mất tầm nhìn, tên hung thủ trực tiếp đâm vào một nhà máy bỏ hoang. Sau khi bắt kịp hắn ta, chỉ với vài cước Peter đã chế ngự được hắn. Sau đó anh cho hắn ăn một trận đòn đau điếng để trút hết bực tức ra. Còn hắn thì bị đánh đến choáng váng, miệng không ngừng cầu xin Peter hãy tha cho mình. Khi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Peter mới phát hiện ra người này chính là tên cướp mình vừa mới thả đi. Kết quả lại bị vấp phải ống sắt phía sau, đập vỡ kính rồi rơi từ trên lầu xuống và đắp chiếu tại chỗ. Chớp mắt Peter đã tốt nghiệp cấp 3. Mọi người ai nấy cũng đều chuẩn bị cho tương lai của mình, có người lên đại học hoặc đi làm, nhưng không ngờ được là tên côn đồ kia và Mary Jane lại chia tay ngay trong ngày lễ tốt nghiệp, mà những điều này Harry đều thấy hết. Anh hiểu được rằng cơ hội của bản thân đã đến rồi. Tối đến, sau khi về nhà, Peter lại lần nữa nghĩ đến chú mình. Lúc này anh vô cùng hối hận vì ban đầu không nghe lời chú. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm sẽ càng nặng, và từ sau ngày hôm đó, thành phố New York đã có sự xuất hiện của một siêu anh hùng mới. Anh là người nhện và là người bảo vệ chính nghĩa của thành phố. Bất luận là ở đâu có tội phạm thì cũng đều sẽ thấy hình bóng của người nhện. Khi cảnh sát đến nơi thì đám tội phạm đã sớm bị trói trên mạng nhện rồi. Điều này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng của người dân sau bữa tối. Sự xuất hiện của siêu anh hùng đã lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới truyền thông. Zoner, ông chủ của tòa Daily Bugle lại cực kỳ ghét người nhện, bởi vì ông ta cho rằng những đứa trẻ học theo người nhện sẽ tự làm mình bị thương. Do đó chỉ có những anh hùng truyền thống mới là những hình mẫu đáng để học theo. Ví dụ như các nhà khoa học, phi hành gia. Trong ngày hôm qua, người nhện đã thành công cứu 6 người trên tàu điện ngầm. Nhưng Zoner lại nói rằng anh ta là một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Quái nhân với bộ đồ bó này chắc chắn không phải là người tốt. Do đó ông ta quyết định bôi nhọ danh tiếng của người nhện. Thậm chí trên tiêu đề của bài báo còn trả giá cao cho những bức ảnh người nhện. Sau khi tốt nghiệp, Peter đang tìm việc trên báo thì thấy quảng cáo phần thưởng trên Daily Bugle và đã biết mình nên làm gì. Do đó mỗi khi đi bắt tội phạm, anh đều lắp máy ảnh sẵn từ trước, như vậy có thể chụp được toàn bộ quá trình chế ngự tội phạm. Ngày hôm sau, anh lập tức đem những bức ảnh này đến Daily Bugle và thành công nhận được 300 đô tiền thưởng. Còn ở bên này, hội đồng quản trị doanh nghiệp Oscorp đã bỏ phiếu nhất trí khai trừ người sáng lập Norman, sau đó liền công bố phá sản và bán nó đi, và quyết định này của họ sẽ được công bố chính thức sau lễ hội hóa trang thế giới. Tại lễ hội hóa trang thế giới ở quảng trường thời đại New York, Harry đưa Mary Jane đến sự kiện với tư cách là thành viên gia đình của công ty. Peter, người chịu trách nhiệm chụp ảnh,
khi nhìn thấy cả hai đang không ngừng thân mật thì tâm trạng lập tức rơi xuống đáy vực. Chính vào lúc này, cảm ứng của người nhện đột nhiên xuất hiện. Sau đó, một người đàn ông mặc áo giáp màu xanh lá cây đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, hơn nữa lại còn cưỡi theo bộ cánh bay, và hắn ta chính là Green Goblin. Green Goblin lao thẳng về phía doanh nghiệp Oscorp và trên đường lại còn thuận tay ném ra hai quả lựu đạn, làm nổ tung ban công đến mức sụp xuống. Mà vừa hay Mary Jane lại đứng trên chỗ ban công đó, nhìn thấy cô sắp rơi xuống dưới, Peter vừa chạy vừa cởi đồ bên ngoài ra, chuẩn bị biến thành người nhện đi cứu người. Harry ở trên ban công cũng chuẩn bị đến cứu người, nhưng kết quả là lại bị đá đập trúng và ngất ngay tại chỗ. Lúc này Green Goblin lại lần nữa xông đến chỗ ban công, trực tiếp ném quả bom vàng ra. Sau đó, các cổ đông của tập đoàn Oscorp đã trở thành những bộ xương. Chính vào lúc này Peter liền xuất hiện, đá con yêu tinh không chút phòng bị ra khỏi bộ cánh bay. Tiếp đó cả hai lập tức chiến đấu tại hiện trường lễ hội. Green Goblin cũng không phải dạng vừa, hắn xông tới và đá Peter xuống đất. Lúc này Mary Jane trên ban công cũng đã không thể cầm cự được nữa. Thấy cô sắp rơi xuống đất, Peter chỉ đành lựa chọn đi cứu người. Nhưng không ngờ được là Green Goblin lại đến ngăn cản. Thế là cả hai lại lao vào chiến một trận. Peter nhân cơ hội lấy tơ nhện dán mắt Green Goblin lại, tiếp đó liền phá hủy bộ cánh bay của hắn, nên mới thành công đuổi được nó đi. Còn Peter cũng thành công cứu được Mary Jane trước khi cô kịp rơi xuống đất, đồng thời còn nhân lúc đó đưa nàng đi dạo thành phố một vòng trên không. Và cuối cùng hai người đến một khu vườn nhỏ và dừng lại ở đó. Mary Jane vô cùng muốn biết thân phận thực sự của người nhện, do đó Peter liền trực tiếp trả lời rằng, tôi chính là người nhện hàng xóm của bạn. Còn ở bên này, khi Norman tỉnh lại ở trong nhà, thì dường như nghe thấy có giọng nói đang nói chuyện với mình. Khi đến trước gương, ông mới phát hiện ra nhân cách thứ hai của mình lại chính là Green Goblin. Hóa ra bản thân ông chính là hung thủ đã giết các cổ đông. Ống kính lại chuyển cảnh đến chỗ Peter. Anh vừa gửi cho Daily Bugle những bức ảnh mới về người nhện, thì sau đó Green Goblin liền phá cửa xông vào. Thì ra hắn ta đến đây chính là để tìm người nhện. Thế là Peter lập tức thay đồ và xuất hiện, nhưng không ngờ được là lại rơi vào bẫy của Green Goblin và ngất ngay tại chỗ. Sau đó, hắn ta liền đưa người nhện lên mái nhà để thuyết phục người nhện hợp tác với hắn để thống trị cả thành phố New York này. Đối với những việc tư lợi như vậy thì đương nhiên là người nhện sẽ không đồng ý rồi. Nhưng không ngờ được là Green Goblin không ra tay giết anh, mà để anh từ từ suy nghĩ. Tối đó khi tan làm, Peter vô tình gặp Mary Jane trên đường. Sau khi nói vài câu vui vẻ, hai người chia tay ai về nhà nấy. Nhưng vẫn chưa đi được bao xa thì Mary Jane bị mấy tên côn đồ nhắm tới. Peter thấy vậy liền vội vàng thay bộ đồ nghề, kịp thời xuất hiện đuổi đám côn đồ đi. Đây đã là lần thứ hai người nhện cứu cô rồi. Do đó mà Mary Jane đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh. Đây là cảnh quay kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh, còn được mệnh danh là top 10 cảnh hôn kinh điển trong lịch sử điện ảnh. Trong thành phố, một ngôi nhà bỗng nhiên bốc cháy, đứa bé không may vẫn còn đang bị kẹt bên trong. Rất nhanh Peter đã đến hiện trường vụ cháy, sau đó anh trực tiếp xông vào biển lửa, thành công cứu được đứa bé ra ngoài. Chính vào lúc này, tiếng kêu cứu của người phụ nữ lại vang lên trong căn nhà bốc cháy. Peter lại lần nữa mạo hiểm xông vào biển lửa, nhưng anh không biết rằng đây chính là Green Goblin cải trang. Hai người trực tiếp đánh nhau trong biển lửa. Green Goblin trực tiếp phóng boomerang ra, loại vũ khí này vô cùng sắc bén và có thể cắt vụn mọi thứ. Trong lúc chiến đấu, Peter không may bị chém vào cánh tay, còn tên Green Goblin thì nhân lúc đó chuồn lẹ. Mà hôm đó vừa hay lại là lễ tạ ơn, gia đình Harry hẹn đến nhà Peter ăn tối, đồng thời anh cũng nhân cơ hội đó giới thiệu bạn gái Mary Jane với bố mình. Lúc này Peter vẫn còn đang trong thân phận người nhện, nên lúc về suýt nữa là đã bị Norman phát hiện ra. Chính lúc mọi người đang ăn cơm, dì của Peter vô tình phát hiện ra vết thương trên tay anh. Thế là Norman ở bên cạnh lập tức hiểu ra Peter chính là người nhện, do đó ông liền viện cớ và rời khỏi đó. Sau khi màn đêm buông xuống, ông lại hóa thân thành Green Goblin, xông vào nhà Peter và dọa cho dì của cậu ngất ngay trên đất. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện. Sau khi nghe tin Peter đã hiểu ra, Green Goblin đã biết được thân phận thực sự của mình rồi. Sau đó, Mary Jane cũng đến bệnh viện để thăm dì của anh. Nhân lúc nói chuyện với Peter, cô liền nói bản thân mình thực ra không thích Harry. Nguyên nhân chính là vì cô đã yêu người nhện mất rồi. Sau khi nghe được điều đó, Peter vô cùng vui mừng, vì anh chính là người nhện. Mary Jane biết Peter thường thích chụp một vài bức ảnh người nhện, thế là anh chỉ có thể thừa nhận rằng hai người họ chính là bạn. Do đó Mary Jane bắt đầu nghe ngóng từ chỗ Peter xem người nhện có nhắc đến cô hay không. Peter trả lời rằng người nhện cũng cảm thấy cô cũng tốt, hay những lời tương tự vậy. Sau khi nghe xong, Mary Jane vui mừng mà nắm lấy tay Peter. Không ngờ được là cảnh này vừa hay lại bị Harry vừa vào phòng nhìn thấy. Harry như người mất hồn mà trở về nhà. Anh cảm thấy bạn gái mình đã thích Peter rồi, thậm chí anh còn đem chuyện này nói với bố mình nữa. Ở phía bệnh viện, dì Peter cũng đã tỉnh lại. Thực ra bà đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Bà cũng đã sớm nhận ra được là Peter thích Mary Jane, nên liền khích lệ anh hãy dũng cảm tỏ tình với cô, bởi vì đây sẽ chính là người quan trọng nhất của anh. Sau khi nghe những lời đó, Peter lập tức hiểu ra. Anh vội vàng gọi điện đến nhà Mary Jane, nhưng anh không ngờ được là người nghe điện thoại lại chính là Green Goblin.
và còn bảo Peter hãy lên cầu cứu người nữa. Lúc này ở trên cầu, ngoài Mary Jane, Green Goblin còn đang dùng một chiếc cáp treo chở đầy trẻ em để uy hiếp. Sau khi Peter đến hiện trường, hắn ta liền đưa ra cho anh một câu hỏi chọn lựa, chính là cứu những đứa trẻ không quen biết kia hay là cứu cô gái mà anh thích. Lời vừa dứt, hắn lập tức ném cả hai bên xuống sông. Peter căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Đầu tiên anh bay đến đón lấy Mary Jane, tiếp đó liền quay người bắt lấy dây cáp, một tay nắm lấy tơ nhện, do đó anh mới có thể thành công cứu được đám trẻ và Mary Jane. Green Goblin thấy thời cơ tốt đã đến nên hắn không thể nào tha cho anh. Cùng lúc đó, Peter để Mary Jane men theo dây cáp leo xuống xe cáp treo. Chính lúc chưa kịp định thần lại thì Green Goblin liền tấn công anh. Chính vào lúc nguy cấp, người dân ném đá lên cầu để ngăn cản sự tấn công của Green Goblin, sau đó còn cảnh cáo hắn, bất cứ ai chống đối với người nhện cũng đều sẽ là kẻ thù của người New York. Nhân lúc người nhện không phòng bị, Green Goblin quăng một sợi dây thừng ra và trói anh lại. Tiếp đó, hắn ném anh vào một tòa nhà bỏ hoang trên bờ biển. Trận chiến sinh tử giữa thiện và ác sắp diễn ra rồi đây. Peter vẫn chưa kịp đứng vững thì đã bị thương nặng do tên Green Goblin ném quả lựu đạn đến. Vì bị thương nên anh liên tục chịu bất lợi sau đó. Đã vậy anh còn bị hắn cười nhạo rồi đánh cho người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đến ngay cả cái mạng lớn bằng tơ nhện cũng bị hắn phá hủy dễ dàng. Tiếp đó anh lại còn bị đá bay và ngã phịch xuống đất. Tiếp theo đây chính là lúc nhân vật phản diện lên ngôi. Hắn nói quá nhiều về các cách để tìm đến cái chết. Green Goblin nói rằng Peter đã phá hỏng chuyện tốt của mình nên hắn chuẩn bị giết anh đầu tiên, rồi tiếp đó hắn sẽ từ từ giày vò Mary Jane. Nghe đến đây, tiểu vũ trụ trong cơ thể Peter ngay lập tức được kích hoạt. Sau đó anh dùng tay lấy cây đinh ba của Goblin, rồi vứt hắn qua một bên. Cuối cùng anh dùng tơ nhện kéo hắn ta vào tường, thành công áp chế hắn. Goblin thấy tình thế không ổn nên trực tiếp để lộ ra danh tính của Norman và giả vờ tỏ vẻ đáng thương. Hắn giải thích rằng vì bản thân dùng thuốc nên mới đánh mất tâm trí, nhưng không ngờ được là hắn đã bí mật điều khiển bộ cánh bay, chuẩn bị nhân lúc Peter không phòng bị liền tấn công anh từ phía sau. Chính vào lúc nguy cấp, cảm ứng nhện lại lần nữa phát huy tác dụng, chính lúc bộ cánh bay lao đến anh đã kịp thời nhảy lên, thế là lưỡi dao lập tức đâm thẳng vào người Norman. Trước lúc chết, hắn còn nói một câu, đừng nói với Harry, sau đó về với các cụ luôn. Peter lặng lẽ đem thi thể của Norman về nhà hắn. Nhưng không ngờ được là cảnh này vừa hay lại bị Harry nhìn thấy. Anh cho rằng người nhện là hung thủ giết hại cha mình. Còn Peter thì không có cách nào giải thích nên đã bất lực quay người rời đi. Trong tang lễ của Norman, Harry nói với Peter, bản thân nhất định sẽ tìm người nhện báo thù. Sau khi kết thúc tang lễ, Mary Jane tìm đến Peter. Thì ra lúc cô rơi từ trên cầu xuống, người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Peter. Do đó cô muốn ở bên cạnh Peter. Nói xong cô liền chủ động hôn anh. Cho dù Peter cũng thích Mary Jane, nhưng năng lực càng mạnh thì nhiệm vụ lại càng lớn, là một siêu anh hùng. Nên những người bạn, người thân bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Do đó không còn cách nào khác, anh chỉ đành nén nỗi đau lại và từ chối tình yêu này. Rồi để lại một mình Mary Jane đứng đó trong nước mắt và rời đi. Sau đó Peter lại quay trở lại New York. Anh tiếp tục dùng thân phận người nhện để bảo vệ sự an toàn và phồn vinh cho thành phố này. Và câu chuyện hôm nay đến đây cũng kết thúc rồi. Bộ phim này chính là Spider-Man. Đây là một bộ phim về siêu anh hùng của đạo diễn Sam Raimi dựa trên bộ truyện tranh Marvel do Tobey Maguire, Kirsten Dunst đóng vai chính. Truyện tranh về siêu anh hùng ở Mỹ có rất nhiều, và người nhện là một trong số đó. Bởi vì anh là anh hùng thực sự duy nhất đến từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội, nên anh không hề kiêu ngạo về sự siêu phàm của mình, cũng không có sự lạnh lùng của Batman. Trong mắt khán giả, anh chỉ là một chàng trai với trái tim ấm áp. Chúng ta có thể nhìn thấy sự trưởng thành của anh, cũng có thể cảm nhận rõ ràng trách nhiệm mà anh đang gánh vác. Chính điều này đã làm cảm động lòng người. Các bạn thấy mình nói có đúng không? Hoan nghênh các bạn để lại bình luận trong phần comment để chúng mình biết nha.